Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ sáu ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Doanh nhân trẻ Việt Nam vững bước phát triển trong nhiệm kỳ mới. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La họp cho ý kiến vào báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, giá xăng giảm hơn 1.000 đồng một lít. Nồi cháo tình thương ấm lòng người bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Hôm qua tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Dự phiên bế mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến cũng như những đóng góp tích cực của các cấp hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng cũng đồng tình với phương hướng hành động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025 và đề nghị Hội Doanh nhân trẻ phải thật sự là mái nhà chung, đoàn kết, tập hợp cộng đồng doanh nhân trẻ, tiên phong trên mọi lĩnh vực, nêu cao trách nhiệm xã hội, chinh phục và cạnh tranh tốt trong môi trường toàn cầu. Đại hội đã tiến hành giới thiệu, hiệp thương bầu 153 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7 và chọn cử đoàn chủ tịch gồm 55 anh chị, gồm 16 phó chủ tịch. Anh Đặng Hùng Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Nhiệm kỳ 7 này với những cái hạn chế của đại dịch vừa qua và chúng tôi thấy được rằng là những cái việc tương tác vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là một trong những cơ hội rất là tốt và chúng tôi sẽ tham vọng vượt ra khỏi cả ASEAN để đánh dấu một doanh nhân trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập. Đổi mới của Trung ương Hội trong đại hội trong nhiệm kỳ này thì nó có sự gắn kết giữa những người trẻ và những người đã cống hiến lâu năm cho hội. Và cái sự kết hợp này để tạo nên một cái sức mạnh là giữa những người có kinh nghiệm và sức trẻ tạo nên một cái nét mới mẻ trong quá trình điều hành hoạt động của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau gần 2 ngày làm việc, Đại hội đã thông qua báo cáo xác định mục tiêu công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2022-2025 với các hoạt động trọng tâm thúc đẩy vai trò hệ sinh thái doanh nhân trẻ trong hoạch định chính sách quốc gia. Cũng nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã họp cho ý kiến vào báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2022, cho ý kiến đối với kịch bản tăng trưởng quý 2 năm nay và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và điều hành hội nghị. Báo cáo công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu rõ, quý 1 năm nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Kinh tế duy trì ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm nay ước đạt trên 6.200 tỷ đồng, tăng 5,02% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cung cầu hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, tổ chức dạy và học an toàn, thích ứng, linh hoạt với dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành chương trình kế hoạch năm học 2021-2022. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động được quan tâm. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu quả tích cực. Về kịch bản tăng trưởng trong quý 2, dự kiến tăng 4,98% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,88%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,76%, khu vực dịch vụ tăng 6,74%. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cho ý kiến vào tờ trình về đề án quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 31 tháng 3, huyện Mai Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã thị trấn. Theo kế hoạch thực hiện, huyện Mai Sơn đăng ký là 29 chỉ tiêu, trong đó 1 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 7 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 21 tiêu chí nông thôn mới. 21 trên 21 xã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất và tài sản cây cối để mở rộng được 29 tuyến đường với chiều dài trên 40 km, huy động trên 13.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa được 22 nhà tạm. Huyện đã phê duyệt hồ sơ dự toán, hồ sơ thiết kế 7 công trình nhà văn hóa bản, đề xuất đầu tư trong năm 2022. Các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai kịp thời và phát huy hiệu quả. Theo quy định chuẩn nghèo đa chiều, toàn huyện còn 8.227 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 21,1%. Thời gian tới, huyện Mai Sơn tập trung rà soát đánh giá lại thực trạng các tiêu chí nông thôn mới. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để duy trì, củng cố, khôi phục, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo từng nhóm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung nông thôn mới cấp xã, đảm bảo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Triềng Mung đạt chuẩn nông thôn mới trong quý 3 năm nay, triển khai các nội dung giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách chủ động, linh hoạt. Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022. Hiện nay, huyện Sông Mã có 3.976 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 96,95% chỉ tiêu. 1.976 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 68,14% chỉ tiêu giao. 149.798 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 104,27%. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân 19 xã thị trấn đã ký cam kết thể hiện quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu giao năm 2022. Ngày 31 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Yên đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới các xã thị trấn nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện những tháng đầu năm. Tính đến thời điểm này, huyện Phú Yên có 10 xã thị trấn ở cấp độ 3, 4 xã cấp độ 2, 13 xã cấp độ 1 về phòng chống dịch COVID-19. Trong 3 tháng đầu năm, huyện có trên 8.300 ca nhiễm. Hiện đã điều trị khỏi trên 7.600 bệnh nhân, đang điều trị 719 bệnh nhân, trong đó điều trị tại nhà 708 bệnh nhân. Hiện toàn huyện đã tiêm mũi 1 đạt trên 98%, mũi 2 đạt trên 92%, mũi 3 đạt trên 64%. Tỷ lệ trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt trên 99%, mũi 2 đạt trên 86%. Thời gian qua, 27 trạm y tế lưu động tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cấp trên 51.000 viên thuốc Monopiravir cho bệnh nhân đủ điều kiện sử dụng để điều trị COVID-19, tiến hành xử phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 18 triệu đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung thực hiện trong thời gian tới, như tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vaccine, tăng cường kiểm tra, mua sắm vật tư y tế phục vụ cho công tác tiêm chủng, hướng dẫn các biện pháp điều trị tại nhà, tại cơ sở y tế cho bệnh nhân COVID-19, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Đáng chú ý là kế hoạch chi tiết việc tiêm chủng tại các xã thị trấn trên địa bàn của huyện Phú Yên phải đảm bảo an toàn, tiến độ và tập trung tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng thuốc điều trị F0 tại nhà và những lưu ý các triệu chứng của hậu COVID-19. Ngày 31 tháng 3, đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 tại huyện Bắc Yên. Theo báo cáo, tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Yên có trên 59.547 ha. Diện tích đất có rừng trên đất lâm nghiệp trong quy hoạch 3 loại rừng năm 2021 là hơn 44.876 ha. Độ che phủ rừng đạt trên 40%. Diện tích cây ăn quả thân gỗ trồng trên đất dốc là trên 48.066 ha. Độ che phủ rừng đạt 43,75%. Rừng tự nhiên hơn 44.131 ha. Rừng trồng trên 744 ha. Rừng đặc dụng trên 5.000 ha,
rừng phòng hộ 21.646 ha, rừng sản xuất 17.784 ha. Từ đầu năm 2021 đến quý 1 năm 2022, huyện đã xử lý 31 vụ vi phạm hành chính và xử lý hình sự 1 vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong năm 2021, Hạt Kiểm Lâm huyện đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện trồng được trên 18 ha rừng phòng hộ, trên 29 ha rừng sản xuất. Đối với công tác phòng chống cháy rừng, huyện đã kiện toàn 16 ban chỉ đạo bảo vệ rừng và phát triển rừng, các xã và thị trấn, các bản, tiểu khu cũng thành lập đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, công an viên. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh yêu cầu huyện Bắc Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng ban của huyện, các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân về luật bảo vệ và phát triển rừng, thành lập các tổ đội nhóm cơ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thường xuyên tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, phá rừng trái phép. Thưa quý vị, ngay sau khi nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, đúng vào kỳ điều hành đầu tháng, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Theo đó, mặc dù xăng được giảm 2.000 đồng một lít thuế bảo vệ môi trường, nhưng với biến động tăng giảm đan xen của giá thế giới, cộng thêm việc thực hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu, nên giá xăng có mức giảm thấp hơn. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.021 đồng một lít, từ mức 28.330 đồng một lít giảm còn 27.309 đồng một lít. Xăng RON 95-3 giảm 1.039 đồng một lít, từ 29.190 đồng một lít giảm còn 28.153 đồng một lít. Chiều ngày 31 tháng 3, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan, Hội Cựu Chiến binh Khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội viên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện của nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Cựu Chiến binh Cơ quan tỉnh hiện có 13 hội viên. Trong 5 năm qua, các cán bộ hội viên đã phát huy tốt bản chất bộ đội Cụ Hồ, luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo. Vừa thực hiện tốt chức năng là tham mưu đề xuất, vừa tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đại hội đề ra, xây dựng hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua đã có 5 lượt tập thể, 8 lượt cán bộ hội viên được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 4 lượt tập thể, 15 lượt cán bộ, hội viên được Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh tặng bằng khen và tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu Chiến binh cơ quan tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động, tập hợp cựu chiến binh phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 2 đồng chí và bầu 3 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị, nối tiếp thành công của chương trình Nồi cháo tình thương tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh do các cơ quan đơn vị, các nhà tài trợ tổ chức triển khai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với bếp ăn Phan Ân triển khai chương trình Nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh. Sáng sớm thứ Ba ngày 29 tháng 3 là ngày đầu tiên triển khai chương trình Nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La. Bà Bạc Thị Lả, bản Bon, xã Bon Phạng, huyện Thuận Châu cùng gần 200 bệnh nhân đã có mặt tại sảnh của bệnh viện để nhận bát cháo tình thương. Hiện nay tôi đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh. Hôm nay tôi rất vui vì được phát cháo tình thương miễn phí. Tôi rất cảm ơn bệnh viện cũng như các đơn vị luôn quan tâm đến những bệnh nhân nghèo như chúng tôi. Để có được nồi cháo dinh dưỡng phát cho các bệnh nhân nghèo vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần, các tình nguyện viên phải thức dậy từ rất sớm để nấu cháo. Sau đó mọi người phân công nhau chở nồi cháo và các vật dụng cần thiết đến bệnh viện để kịp thời phục vụ bữa sáng cho các bệnh nhân. Tùy theo nhu cầu và số lượng bệnh nhân mà nhóm sẽ nấu từ 150 đến 200 suất cháo dinh dưỡng. Đến đây và thăm thì đã thấy các bệnh nhân khó khăn rất là nhiều. Và các bệnh nhân nằm ở đây lâu dài rất là nhiều. Và cái bên bệnh viện cũng có rất nhiều cái chương trình để giúp đỡ bệnh nhân.
thì mình cảm thấy là vừa từ bệnh nhân và từ cái nguồn bệnh nhân là thứ nhất, cái thứ hai là từ cái tâm của bệnh viện, nên mình mới bắt đầu mình mới làm giúp đỡ cùng với bệnh viện để giúp đỡ các bệnh nhân. Làm công tác nhân đạo nhiều năm nay nên bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cán bộ viên chức ở đây đã lắng nghe bao nhiêu câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời lại là động lực thôi thúc những người đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La cần phải cố gắng hơn nữa. Bát cháo không chỉ đơn thuần giúp bệnh nhân ấm bụng mà còn thêm ấm lòng bởi nó được gửi gắm trong đó sự yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Bệnh viện Y học Cổ truyền và đặc biệt là chi hội Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện tìm các nhà tài trợ cũng như viện trợ tổ chức cái chương trình tại đây. Bên cạnh tổ chức phát cháo tình thương, Hội Chữ thập đỏ cũng có gian hàng quần áo để hỗ trợ cho bà con khi bà con đến điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và tặng 1.000 đôi găng tay y tế cho bệnh viện. Chương trình là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kêu gọi, kết nối, lan tỏa tình yêu thương, chung sức vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị và các bạn, đồn biên phòng Trường Sơn đứng chân trên địa bàn huyện Mộc Châu là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ tại đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong thời kỳ mới, đồn biên phòng Trường Sơn đã tích cực đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, song song với việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Đảng ủy ban chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, triển khai các tổ đội công tác địa bàn, phân công các đồng chí đội trưởng các tổ chốt thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để triển khai tốt các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại địa bàn. Trong những tháng đầu năm nay, đồn biên phòng Trường Sơn đã tổ chức các cuộc tuần tra đơn phương, song phương, qua đó đã kịp thời đấu tranh phát hiện và xử lý các vụ đối tượng liên quan đến ma túy, vi phạm quy chế khu vực biên giới. Qua dự báo tình hình tội phạm của năm 2022, thì được sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy ban chỉ huy đồn biên phòng Trường Sơn, đội phòng chống ma túy tội phạm cũng đã xây dựng các kế hoạch nắm tình hình địa bàn của hoạt động của tội phạm ma túy, tình hình địa bàn nội ngoại biên, xây dựng các kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, phối hợp với các lực lượng chức năng để xây dựng các kế hoạch đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, đơn vị luôn duy trì 4 tổ chốt cố định tham gia thường trực 24/24 tại các đường mòn lối mở, một tổ tuyên truyền lưu động trên địa bàn tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Siết chặt tuyến biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới. Anh em ở đây là chủ yếu là thực hiện công tác phòng chống dịch và vừa rồi cũng được sự quan tâm của cấp trên, các cấp ban lãnh đạo là cũng đầu tư cho cái nhà gắp ghép và hiện tại cũng cơ sở vật chất này. Đấy cũng rất là đảm bảo anh em là công tác phòng chống dịch ở đây. Với sự vào cuộc quyết liệt và các giải pháp đồng bộ tại đồn biên phòng Trường Sơn, đến nay, hệ thống đường biên cột mốc được bảo vệ nguyên trạng, không phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nơi biên cương. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng trời rét, ngày giảm mây, hửng nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60-99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 19-28 độ, thành phố Sơn La 17-28 độ, Mường La 19-31 độ, Mai Sơn 15-28 độ, Yên Châu 19-30 độ, Sông Mã 20-29 độ, Bắc Yên 15-27 độ, Phú Yên 17-29 độ, Mộc Châu 12-25 độ, Sốp Cộp 20-29 độ, Vân Hồ 12-25 độ, Thuận Châu 19-28 độ.